Phản ứng Gigi Phương Trinh bất ngờ khi nghe nói Bằng Kiều hết thời, mất giọng. Ca sĩ Gigi Phương Trinh, vợ cũ Bằng Kiều cho biết, cô từng bị đào thải bởi quy luật che già mang mọc của showbiz nhưng rồi những điều không thể tưởng lại xảy ra. Mới đây, trên trang cá nhân, Gigi Phương Trinh, vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ niềm vui, hạnh phúc khi nhận được tình yêu thương của khán giả dành cho cô trong suốt hành trình dài làm nghệ thuật. Nữ ca sĩ xúc động bày tỏ, trong 35 năm làm nghề ca sĩ, đã hát biết bao nhiêu show ca nhạc lớn nhỏ, từ thành phố lớn cho đến những tỉnh thành đồng không hưu quạnh. Đi gần như khắp thế giới, lưu diễn ở Úc Châu cũng ít nhất là 6, 7 lần nhưng lần này trở lại cảm xúc thật khó tả. Hôm nay viết những lời chia sẻ này với tâm trạng đầy cảm xúc. Tự hỏi, những gì xảy ra ở hai đêm diễn vừa rồi có thật không hay mình đang mơ? Hình ảnh còn đó, video của khán giả đứng chật sàn nhảy để xem mình biểu diễn còn nằm đầy trong điện thoại đây mà. Điều đó đã thật sự xảy ra. Từng bị mất giọng không còn hát được nữa, từng bị chê già không còn ăn khách, từng bị đào thải bởi quy luật che già mang mọc của showbiz nhưng rồi những điều không thể tưởng lại xảy ra. Nếu như 10 năm trước ở tuổi 46 đã bị chê là già thì tại sao 10 năm sau lại được chào đón? 46 tuổi vẫn trẻ hơn 56 nhiều chứ. Giải thích như thế nào khi một ca sĩ hết thời được mời là cây đinh duy nhất trong chương trình lại có đủ sức hút để có hai đêm diễn? Giải thích như thế nào về sự cuồng nhiệt của khán giả dành cho cô ấy qua những tràng pháo tay và những tiếng reo hò vang trời trong đêm diễn? Giải thích như thế nào sự chen chúc, chờ đợi tới phiên mình của khán giả để chụp hình với cô ấy sau show diễn? Nếu ai không biết nhìn vào thì sẽ tưởng đó là một ca sĩ đang nổi chứ chẳng ai nghĩ cô ấy là một ca sĩ đã rất cũ. Tất cả hiện tượng đó đều phản lại quy luật đào thải của showbiz. Những gì không thể giải thích được thì có thể xem là phép lạ. Gigi Phương Trinh bày tỏ cảm xúc khi giọng hát, hào quang trở lại với cô khi đã ở bên kia đỉnh dốc. Nữ ca sĩ chia sẻ, bạn đã có bao giờ từng mất một món đồ quý giá nào đó rồi tìm lại được nó không? Cảm giác lúc đó của bạn như thế nào? Có phải là sung sướng và hạnh phúc vô cùng không? Những thứ mình đã từng mất như giọng hát, hào quang, sự quan tâm của khán giả nay đã có lại tất cả, có phần còn được nhiều hơn trước. Tại sao mình lại dành thời gian để viết một bài viết dài như thế này chỉ để nói về hai show diễn? Vì nó không phải là hai show diễn bình thường.